cây bú sữa các bạn nha, trái chín rất là nhiều, chim nó khôn nó lựa mấy trái bự mà trái ngon nó ăn ngon các bạn. Sư huynh mình leo nè. Trái chín nhiều quá các bạn nha. Wow, bên đó nguyên một chùm luôn các bạn ơi. Mới có một tầng thôi mà nó chín ghê quá. Nói được trước là bẻ cũng 40-50 kg. Mình đang ở Sinh Cao các bạn. Bữa bẻ thảy xuống mấy cái miếng mủ quá, hứng các bạn. Mà nuôi con Phương gửi anh Phương nha, chứ không phải gửi Trang nha. Kế bên các bạn. Trời ơi, sát bên mình 40-50 trái luôn. Mình bẻ kìa các bạn ơi. Cái nhánh bên này nhiều quá các bạn ơi. Dạ. Wow. Nhiều quá. Quá nhiều các bạn ơi. Dạ dạ dạ. Hết rồi, hết rồi. Nè anh thấy nha, dạ rồi có nhánh bên này thôi mà 40-50 trái luôn, gầu hên quá, hay quá. Rồi quên ạ. Rồi ok anh ơi, xong. Bẻ hết cái đống này thở hip hop ra mọi người. Cắn cái răng vô mà bẻ. Cái nhánh trên này nó muốn sạch luôn rồi nè. Rồi. Mấy bên này bẻ mấy chục ký. Rồi bắt đầu quăng các bạn nha. Rồi anh ơi. Nhiều nha. Rồi ngay chỗ đó luôn. Rồi anh bỏ bớt đi để nó dập mà. Dạ. Cái này bỏ đi. Cái này hư rồi anh ơi.
Có trái này mềm quá để em ăn. Đó, đó. Còn trái nữa nè. Rồi, ok anh. Rồi, phần thử cho mình trái này các bạn nha. Tự mình thử cho mình đây. Ôi, quặn ngon mày. Trái này nó chín quá, nó hơi hồi các bạn ơi. Lấy xuống quay rồi nha, lấy xuống quay thành quả. Chị Quỳnh mình đó nè. Nhánh to cỡ này thì đứng được các bạn nha. Còn nhánh nhỏ mà cái bằng cầm tay mình như thế này nè. Là không nên đứng các bạn nha. Đây. Giống như cái này trên này. Này trên này. Chú sữa nó rất là giòn nên chúng ta đừng có đứng lên mấy cái nhánh như thế này. Mặc dù ngoài đó có nhiều trái đó nhưng mà mình vớ không tới. Chúng ta dùng lòng quá mà đừng có liều quá. Mấy cái nhánh nhỏ nhỏ mặc dù ngoài đó nó cũng hơi bự nhưng mà mình đứng các bạn nha. Do cái độ nhánh của nó cách cái độ gốc của cái thân trong này nó tới mét mấy 2 mét. Mình đứng ngoài đó nó rất là yếu. Tỉnh thất Bái Nhã, Long Xuyên các bạn nha, thành phố Long Xuyên. Thôi bây giờ mình xuống thôi. Thu hoạch nhiêu đây cũng bộ mười nay bẻ cũng 40-50 kg à. Bữa nay bẻ chắc cũng tầm 70 kg rồi. Đây. Đã chơi quay rồi. Mấy trái hồng hồng này cái này là ngọt hồi bữa là dính luôn các bạn ha. Cái sữa công nhận màu dính nha. Quá trời luôn, cái này cũng phải bắt cái ghế lên mới được. Để em muốn bắt cái thang mới được rồi. Dạ. Cái ghế cũng không tới.